Cô sẽ dùng hai chữ tuyệt vời. Boca rất tuyệt vời. Một bước tiến mới trong điều trị các bệnh về xương khớp. Các nhà khoa học Việt Nam phối hợp với các nhà khoa học Cộng hòa Liên bang Đức ứng dụng thành công công nghệ enzyme siêu hoạt hóa từ chiết xuất cây móng quỷ để bào chế viên sủi giúp ích cho việc điều trị xương khớp. Habagosai vốn là tinh chất tự nhiên trong cây móng quỷ có tác động tới xương, giúp kích thích phát triển tế bào xương mới. Hoạt chất này khi được bào chế bằng công nghệ enzyme siêu hoạt hóa sẽ phát huy tác dụng tốt đối với các bệnh xương khớp. Đặc biệt công nghệ enzyme giúp thẩm thấu nhanh các chất và tập trung vào vùng bệnh nên hiệu quả tăng lên đáng kể. Boca rất tuyệt vời. Cô cũng khuyên mọi người là nếu mà ai mà đã từng bị đau xương khớp và đau như cô, tức là đau đến nỗi mà mình chán sống luôn á, thì cô khuyên họ là nên đặt niềm tin vào Boca và nên sử dụng Boca để Boca đem đến cho mình cái niềm hạnh phúc nhất là mình không đau, mình không còn bị đau nữa. Và sau khi cô sanh em bé đầu tiên á, là năm đó cô 25 tuổi rồi, và sau đó thì 1-2 năm sau là cô bắt đầu cô biết là cô bị xương khớp. 10 năm sau á, thì cô đi bác sĩ, thì cô đi bệnh viện thì người ta chụp hình rồi người ta xác định những cái vị trí đau, thì là cô bị thoái hóa đốt sống cổ này, rồi từ cái chỗ đó là nó thoát vị đĩa đệm và nó dẫn tới nó đau hai cái bả vai mình. Rồi khi nó đau thì mình có cái cảm giác giống như là nhiều cái mũi kim nó đâm vô mình á, nó rất là khó chịu. Rồi khi nó dẫn xuống cái vai mình, rồi nó dẫn xuống cái cánh tay, rồi những cái bàn tay, thì cái bàn tay của mình đó là buổi sáng ngủ dậy là mình không bao giờ mình co lại, không bao giờ mình duỗi ra được. Và cũng như khi mà mình duỗi ra mình co lại nó rất khó khăn, từng cái động tác như vậy. Và những cái đầu ngón tay thì nó rất là nó tê bì á, nó rất là khó chịu. Rồi cái khớp gối á, rồi bắt đầu nó bị cái chụp hình á, thì chụp hình cái đốt sống lưng á, thì nó bị thoái hóa 3-4 cái đốt sống lưng, rồi nó dẫn xuống là bị thần kinh tọa. Đó, nó dẫn đến cái tọa, khi mình ngồi á, khi mình ngồi xuống đứng lên nó rất là thốn, nhức lắm, khó chịu, và đi đứng nó rất là chậm chạp, mình không có nhanh nhẹn được. Rồi nó xuống cái bàn chân thì là nó lại thêm một cái gọi là cái ốc kêu bằng cái gì nhỉ, cái gai gót chân á. Những cái trạng thái đau đó thì nó kéo dài rất là nhiều năm rồi, và cô dần giống như là cô cũng đau, lúc nào đau rồi mình chấp nhận đau, rồi mình cứ sống vậy nó cũng quen đấy. Quen trong cái đau. Buổi sáng cô thức dậy á, thì cô rất là sợ. Sợ cái buổi sáng, cái giây phút ban đầu khi mình mở mắt ra rồi mình phải ngồi lên á, nó rất là khó chịu luôn. Vì ai bị rồi sẽ biết đó, nó đau lắm. Thì thường thường á, là cô phải gọi cái cậu con trai thứ nhì của cô á, là hả, sức mà cô đủ thứ dầu. Cô phải nói là một giỏ dầu luôn á. Đủ thứ dầu hết, là bắt đầu cô lấy dầu nóng nè, rồi cậu xoa vào tay, rồi là xoa khắp người cho cô. Thì sau khi làm nóng cơ thể lên rồi á, thì cô nằm khoảng chừng 2-3 phút đó, thì cô ngồi lên nó thoải mái một chút. Còn nếu không á, cô ngồi dậy rất là khó khăn. Thí dụ khi mà cô đau á, cô đau nhiều á, thì cô không đi được. Cô rất là mệt mỏi, cô đi nó khó khăn, rồi cô cảm thấy cô đi bộ không được á. Rồi những lúc đó thì phải nhờ con cháu nó bỏ lên xe, nó chở đi. Nói chung là cái cuộc sống của mình lúc đó nó không được thoải mái đâu. Ừ, đó cũng là một cái trở ngại á. Cái đau đớn thân thể mình á, nó sẽ làm cho mình cuộc sống của mình nó không có chất lượng. Nhưng mà cái khổ là không ngồi thiền được, ngồi không được, nó đau quá, không thể ngồi lâu được. Nghe ai nói ở đâu có thầy hay thầy giỏi là mình đều phải đi hết, bởi vì mình muốn mình có một cái cuộc sống nó thoải mái mà. Thế mình đi dù xa xôi, cô đã từng đi xuống tới Long Xuyên rồi, Vĩnh Long rồi, nói chung là đi tuốt luốt rồi ra ngoài miền Tây miền Đông gì cô cũng đi hết á. Cô đi rất là xa. À, thuốc ở đâu cô cũng đi, mà thực sự ra thì cũng không hết. Có khi thì cô uống thuốc tây, và uống thuốc tây thì cũng trong vòng khoảng chừng 6-7 tháng á, thì nó cũng, thí dụ cô uống thuốc á, thì nó hết, rồi ngưng uống thuốc thì nó lại tái lại. Thí dụ ngưng uống thuốc chừng tuần lễ thôi là nó lại trở lại, nó đau từ chỗ đó. Cho nên cô nghĩ là cô không có uống nữa, cô không uống thuốc tây nữa, bởi vì trong thuốc tây nó hay có những cái chất nó tác dụng phụ á. Thành ra cô biết vậy cho nên cô không dùng nữa.